Xin chào các bạn đến với kênh giới thiệu máy của Takeo. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn chiếc máy ép cam viên inox Takeo TK150. Và đây là nguyên liệu để chúng tôi sẽ test chiếc máy này, gồm có thóc, gạo, cám, rau muống và ngô. Bây giờ chúng ta sẽ trộn đều lên và độ ẩm của nó là từ 20 đến 25%. Trước khi chúng ta cho máy hoạt động thì mở hai con lốc ghê lên và sau đó chiết hai con bù lon xuống thật chặt tay, tránh tình trạng kẹt trong máy. Sau đó thì chúng ta sẽ cắm điện cho máy chạy. Chiếc máy này sử dụng motor 3 kW, tốc độ vòng quay là 1490 vòng trên phút và công suất của máy là từ 60 đến 150 kg trên 1 giờ tùy theo sàn. Mặt sàn của máy thì có từ 3 đến 6 ly. Và bây giờ tôi sẽ test trực tiếp nguyên liệu cho các bạn xem. Một điều lưu ý với chiếc máy này thì trước khi sử dụng ta sẽ cho vào một ít rau hoặc ít cám để cho mặt sàn với đuôi lô cạnh nhau ít hơn. Và cuối cùng sau khi ép xong rồi thì chúng ta cho thêm một ít rau để cho đẩy hết tất cả các cám ra ngoài. Và khi lần sau sử dụng thì chúng ta có thể sử dụng được ngay, không cần phải vệ sinh mặt sàn. Cảm ơn quý vị đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.